Ai mới là người thật sự hiến thận cứu tôi? Hải Đường từng bước trở thành người tình của Cao Thiên đã khiến cho bà Dung bực tức. Em đã báo công an địa điểm nhận hàng. Chắc là bây giờ họ cũng đang mai phục rồi. Em đã đổi lộ trình, cũng như đổi luôn tài xế. Anh chọn đi. Quỷ hàng đi. Anh à, quỷ đi! Cao Thiên hủy chuyến hàng tiền tỷ vì Hải Đường. Bà Dung mất cả tiền lẫn chồng. Không lâu sau đó, Cao Thiên bị ám sát lần một, rơi vào trạng thái nguy kịch. Tình hình hôm nay đột nhiên chuyển biến xấu. Thận của Hải Đường tương thích với ông trùm, nhưng cô không đồng ý hiến thận vì nguy cơ mất mạng cao. Hải Đường à! Nào ngờ đâu, người mất mạng lại là mẹ Hải Đường. Má em sao rồi? Và nhiều sự thật được vỡ lẽ từ đây. Ai mới là người thật sự hiến thận cứu tôi?